Là tên là Nguyễn Thị Xuyến, chị đến từ thôn Máy Gạch Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Xem cái video của em với lại thầy Bùi Quốc Châu ấy, là em nói ở trong Sài Gòn ấy, là em bảo là thầy môn học này của thầy thì không thể tả được một điều gì với cái môn học này. Thì là lúc đấy là có em với thầy Bùi Quốc Châu ở trên cái sân khấu đấy thôi. Thế sau nữa thì là chị lại xem cái chương trình mà em diện chuẩn cho cái cô bé mà tết tóc đuôi sam á, ở tại phòng nhà em này này. Tại phòng này lớp học thì em giới thiệu là xong thì em giới thiệu là chương trình là những cái cây diện chuẩn này rất là kỳ diệu. Thì sau cây kỳ diệu đấy thì là em lại còn giới thiệu cho thầy ở trên chỗ Sơn Tây, thầy chùa ở trên chỗ Sơn Tây, thì thầy xuống thầy mua như thế là một số cây sao chổi về để biếu các thầy chùa để đi giúp đời giúp đạo đấy. Thế chị thấy cái môn học này của thầy Bùi Quốc Châu và em đi học của thầy Bùi Quốc Châu, chị thấy nó hay quá, nó kỳ diệu quá, thế là chị mới bảo bằng mọi giá nào thì chị cũng phải tìm đến chỗ thầy Vũ Văn Hội để chị chưa học được, điều kiện chưa học được, nhưng mà thì chị xuống để chị mua em một số nguyên vật liệu này về, để dụng cụ này về để chị chữa bệnh ở tại nhà. Và những các quyển sách của thầy Bùi Quốc Châu diện chuẩn này ra đời để chị mua về để chị học thêm. Chị nói là chị mê diện chuẩn nào, chị xem các video đấy như nào? Chị xem cái các cái video của thầy Bùi Quốc Châu đấy thì chị thấy những các cái cây diện chuẩn đấy là chị thấy nó vô cùng kỳ diệu, bởi vì là chị có một chị bạn, chị đưa cho chị mượn 2 hôm thì chị chấm, trước hết là chị chấm lên mặt chị ạ, lúc mặt chị nó nhiều những các cái nốt này lắm, mặt chị nó sần sùi lên, mà chị lại bị bệnh áp huyết cao này, xong chị lại bị bệnh gan nhiễm mỡ này. Thế sau khi thì chị chấm cái cây đấy chỉ ngày thứ nhất, ngày thứ hai thôi, xong chị cho chị mượn 1 tuần. Thì chị bấm 1 tuần thì những các cái mà nó nổi ở trên mặt chị mà về chị bị gan đấy. Thế là chị thấy những các cái nốt này nó siêu đi. Nó siêu đi thì là chị thấy người chị nó nhẹ đi, và trong người chị tức là áp cao là lúc nào nó cũng phừng phừng lên. Phừng phừng lên xong thì là bắt đầu nó lại chị cái cây sao chổi mà em vừa hướng dẫn cho chị đấy. Thì là chị thấy nó mát hết ở mặt chị đi. Chị làm ở cái cây sao chổi này là chị chấm gan là ở bên phải này. Chị chấm ở cái điểm này. Thế sau rồi chị làm ở trên điểm đầu này. Đấy, điểm đầu này xong bắt đầu là chị làm ở các bàn tay này, các những các cái khớp tay này, và cái cây sao chổi này. Thế là chị làm thì chị thấy kỳ diệu quá, thì chị không dám mượn của chị kia nữa, thì chị bảo bằng mọi giá nào là hôm nay là chị cũng phải xuống để tìm thầy Vũ Quốc Hội, Vũ Văn Hội để giúp cho chị mua những cái cây diện chuẩn sao chổi này để chị về chị giúp đời giúp đạo, giúp cho mọi người. Nói chung là do thầy Dư Quang Châu này làm để mà cứu tất cả thế giới tà bà của các chúng sinh của chúng ta đây, do thầy Bùi Quốc Châu là cứu của mình đây, đất nước Việt Nam mình, là cho con người được khỏe mạnh mà không phải dùng thuốc. Riêng dùng những cái cây sao chổi này của thầy hướng dẫn là không phải dùng thuốc, không phải dùng thuốc một tí nào, mà chỉ có diện chuẩn thôi. Thế nên là chị lại tìm đến chỗ thầy Vũ Văn Hội này để chị mua những cái cây. Chị nói là chị xem được mấy video của em trên mạng này, chị xem 5 video trên mạng, ngày nào chị cũng xem của em ở trên mạng, là thầy Bùi Quốc Châu hướng dẫn học xong rồi là em lại hướng dẫn khách ở tại cái bàn học này này. Cái chị nhìn thấy ngày nào, hầu như ngày nào chị cũng phải mở ra, không ngày nào ngày không. Có ngày chị mở tới 4 tiếng đồng hồ cứ quay đi quay lại của thầy Bùi Quốc Châu và thầy Vũ Văn Hộ. Lúc nào chị cũng quay lại để chị nhìn vào những các cái động tác của thầy hướng dẫn này, xong lại của thầy Vũ Văn Hội hướng dẫn đấy. Thế là chị cứ nhìn vào đấy là chị làm. Và chị xem đi video xem đi xem lại bao nhiêu lần? Chị xem đi xem lại 10 lần. 10 lần. 10 lần trong ngày á. Vâng, 10 lần trong một 10 lần trong ngày, có nghĩa là nhà chị cái vô tuyến to như này này. Vâng. Không lúc nào ngoài thầy Bùi Quốc Châu với thầy Vũ Văn Hội ra, chị không có một chương trình nào khác. Vâng. Chỉ cứ xem diện chuẩn và diện chuẩn ra. Thế là em thì dạy lớp học xong thì là em lại diện chuẩn luôn cho tất cả khách là như thế này ở các cái huyện. Đấy, học trò đấy. Vâng. Chị thấy cô bé tết tóc đôi sam này là em ngồi em cầm cái cây sao chổi này này. Vâng, đây rồi chị cái này.
chuyện nào. Rồi, và rồi rất là cảm ơn chị đã ngày nào chị cũng xem mà chị cho tất cả bệnh nhân của chị được xem của thầy Bùi Quốc Châu và thầy Vũ Văn Hộ. Vâng. Thế chị thấy cái môn học này nó hay quá, tuyệt vời quá, nó khác nhiều với xa xưa của ông chị dạy chị lắm. Vâng. Thế nên chị bảo bằng mọi giá nào thì chị sẽ xếp sắp thời gian chị đi học là một, hai nữa là chị xuống trước mắt là chị mua những các cái cây sao chổi diệm chuẩn này và sách của thầy Bùi Quốc Châu đưa ra những các cái kỹ năng để mà học như thế này. Vâng. Thế nên là chị thấy cảm thấy nó kỳ diệu vô cùng ạ. À, vâng. Nên là chị không thể bỏ qua được những các cái môn học này của thầy. À, vâng. Thứ nhất là em chúc mừng chị là đã tìm thấy môn học rất là ưa thích và chị đã có niềm đam mê với diện trần. Thứ hai là cảm ơn chị đã dành tình cảm cho diện trần và chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và thành công với diện trần nhé. Ca Di Đà Phật xin cảm ơn thầy Vũ Văn Hộ. Chị rất là ủng hộ chị. Vâng, vâng. Tức là ông xã nhà chị ủng hộ chị 100% cái chương trình này luôn ấy. À, được. Và giúp cả cho chị luôn ấy, giúp cho chị là tạo điều kiện cho chị là giúp đỡ mọi người đấy. Nên là chị mà chị xem TV về diện trần cả một ngày ấy thì ông xã tạo điều kiện cho xem, cứ để mặc cho xem chứ không cứ để màn hình đấy chị xem chứ không có tắt đi của chị đâu. Tức là anh nhà chị là có cái iPad riêng, thế thấy chị mở lên bảo là hôm nay ông để cho tôi học diện chuẩn của thầy Bùi Quốc Châu và thầy Vũ Văn Hội nhá, là lúc nào tôi tắt là tôi tắt, còn ông đừng có tắt. Thế là xong ông nhà chị là anh nhà chị là cái việc đấy việc của cậu thì cậu làm là việc của cậu, còn tớ máy đi rồi. Thế là chị thấy nó vô cùng là chồng mình là giúp đỡ tạo điều kiện cho mình được học như thế. Thế là chị thấy cái môn này chị thấy nó kỳ diệu vô cùng luôn ạ. Cảm ơn chị.